Đã rõ lý do Tổng thống Nga Putin không chùn tay khi pháo kích và ném bom các nhà thờ lớn tại Ukraine. Thành Long mến chào cộng đoàn, nếu như chúng ta quan tâm tới tình hình tôn giáo và quân sự tại Ukraine, chúng ta sẽ thấy gần đây quân đội Nga họ đã pháo kích nhà thờ chính tòa Kharkiv, nhà thờ Holy Dramaten của tòa thượng phụ Moscow ở Kharkiv. Một quả bom khác đã rơi xuống tòa giám mục công giáo ở Kharkiv. Có lẽ video này sẽ là một phần lý giải tại sao ông Putin là một tín hữu Kitô giáo thuộc chính thống giáo Nga, nhưng ông vẫn cho quân đội tàn phá các nhà thờ tại Ukraine, thật xấu hổ. Theo thầy M. Hạnh Tử lược dịch theo trang Catholic.de như sau, Đức Thượng phụ Kirin của Moscow Nga nhận định rằng cuộc chiến của Nga là để bảo vệ các tín hữu chống lại sự bành trướng của làn sóng đồng tính luyến ái tội lỗi của phương Tây. Trong khi Đức Giáo hoàng Francisco cùng rất nhiều lãnh tụ tôn giáo lẫn chính trị khác lên án cuộc chiến mà Tổng thống Putin phát động chống lại đất nước Ukraine và yêu cầu Putin chấm dứt leo thang bạo lực, thì vị thượng phụ của giáo hội chính thống Moscow ủng hộ cuộc chiến này. Theo vị thượng phụ này, cuộc chiến của Putin là thanh chiến bảo vệ các tín hữu trước làn sóng của chủ nghĩa hưởng thụ, đặc biệt là của Gray, Pride Paradigm, tạm dịch là phong trào đồng tính. Thượng phụ Kirin xem cuộc chiến đó đồng thời như một sự trừng phạt đối với những kẻ ủng hộ tình dục đồng giới, điều mà ngài gọi là một sự vi phạm nghiêm trọng lề luật của Chúa. Kirin lên án các nước phương Tây vì sự kỳ quặc và tội lỗi khi cho phép tự do tình dục đồng giới và xem mọi tiếng nói phản đối là bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là ngài đã biến điều trái tự nhiên thành hợp pháp, còn những ý kiến phản đối hợp pháp lại bị coi là bất hợp pháp. Bên cạnh đó, thượng phụ Kirin cũng lên tiếng bảo vệ người dân hai vùng ly khai ở đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Theo ngài là bị bách hại và đàn áp suốt 8 năm mà không được thế giới quan tâm. Sau cùng, vị thượng phụ này lên án mọi kế hoạch chống lại nước Nga Thánh của mình và bảo vệ cuộc chiến của Tổng thống Putin. Nhận định, không hiểu vị thượng phụ này nghĩ thế nào mà xem cuộc xâm lược vào một nước có chủ quyền trở thành một cuộc thánh chiến. Ngài đã ngụy biện khi áp đặt một lý do luân lý vào một cuộc chiến đầy mưu toan chính trị. Hết trích. Một lý do nữa là chính thống giáo Moscow tức Moscow và chính thống Ukraine đã tuyệt nhau từ năm 2019. Vào tháng 2 năm 2019, thượng phụ Bartholomaeus của tòa thượng phụ Constantinople đã công nhận giáo hội chính thống Ukraine là một giáo hội độc lập và thượng phụ của giáo hội Ukraine, được tính là một trong các thượng phụ ngang hàng với các thượng phụ chính thống khác. Thượng phụ Kirin của chính thống Moscow đã gay gắt phản đối quyết định này và ra vả tuyệt thông cho thượng phụ Bartholomaeus cùng vị thượng phụ của giáo hội Ukraine, bởi theo thượng phụ Moscow, giáo hội Ukraine trực thuộc tòa Moscow chứ không phải là thuộc Constantinople. Đáp lại, công đồng các thượng phụ chính thống tòa Constantinople cũng đã tuyệt thông thượng phụ Kirin. Vì sao thượng phụ Moscow dám một mình chống lại các thượng phụ khác như vậy? Nguồn cơn bắt đầu từ năm 1453 khi thành Constantinople thất thủ và bị quân Hồi giáo Ottoman xâm chiếm. Vị thượng phụ của tòa Constantinople khi ấy đã chạy nạn sang Moscow và tạm thời cư ngụ rồi qua đời tại đó. Người ta bầu một thượng phụ khác để kế vị và ngài đã chọn Moscow là tòa thượng phụ mới, vì xem như Constantinople đã diệt vong. Tuy nhiên, mặc dù thành phố Constantinople thất thủ và bị quân Hồi giáo chiếm đóng, nhưng các tín hữu chính thống và nhiều giáo sĩ sau đó vẫn bám trụ lại Thổ Nhĩ Kỳ và họ bầu chọn một vị thượng phụ mới, một phần do vấn đề thông tin liên lạc thời bây giờ khó khăn, nên người ta chưa biết là một tòa thượng phụ khác đã được lập ở Moscow, mà vị thượng phụ ở đó tự xem mình là người kế vị chính thức của tòa Constantinople. Và do đó, vị thượng phụ ở Moscow không nhìn nhận thượng phụ Constantinople, mà tự xem mình chính là đấng kế vị Thánh Ari, là giáo chủ cao nhất của giáo hội chính thống. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, từ cuối thế kỷ thứ tư, Constantinople đã trở thành thủ đô mới của đế chế La Mã sau khi hoàng đế Constantinople dâng thành Roma cho giáo hoàng Sylvester và lấy thành Constantinople đặt tên theo tên của hoàng đế làm thủ đô mới, đồng thời hoàng đế cũng chọn một vị thượng phụ cho tòa Constantinople. Theo thời gian, các vị thượng phụ ở Constantinople đã lợi dụng ảnh hưởng chính trị của hoàng đế La Mã mà tự xem mình ngang hàng hay thậm chí là hơn giám mục Roma. Nói một cách khác, Constantinople tự xem là Roma thứ hai. Từ đây nảy sinh vấn đề tranh chấp quyền bính giữa tòa Roma và tòa Constantinople.
Sau khi Constantinople thất thủ, thiệu phụ ở Moscow tuyên bố Moscow chính là Constantinople, hay còn gọi là Roma của Đông Phương. Cho đến trước khi cuộc ly giáo 2019, tòa thượng phụ Moscow khá tách biệt với các giáo hội chính thống khác. Cùng với lợi thế chính trị từ Moscow, tòa thượng phụ Moscow càng tự coi mình vượt trội hơn mọi thượng phụ khác và yêu cầu họ phải vâng phục. Trong khi các thượng phụ chính thống khác có tương quan khá cởi mở với Roma, thì thượng phụ Moscow vẫn tỏ thái độ xa lánh và bất cần. Từ bối cảnh lịch sử này, các bạn sẽ không ngạc nhiên khi mới đây, thượng phụ của Moscow đã chỉ trích thế giới, nhất là Ukraine, vì dám chống lại Putin. Như vậy, ngoài lý do chính trị là chủ yếu, thì lý do tôn giáo cũng là nguồn cơn trong cuộc chiến này. Hai giáo hội chính thống giáo ở hai nước này đã tuyệt thông, không ưa nhau. Đó có thể là lý do mà Putin không kiêng nể khi tàn phá các nhà thờ tại Ukraine. Cộng đoàn có ý kiến gì cùng bình luận nhé. Nguyện xin Chúa ban bình an tới nhân loại chúng con. Amen.